cái nhà. Hai cái trụ điện. Và thêm một vô nhà nghe, một hai bắt vô đó. Mấy bạn sẽ thấy vô như sao rồi. Đây là một cái bàn, có một cái bút chì, có một cái kính, và có một cái quyển sách, có ghế nè. Giới thiệu, cái này là cái bàn của cô. Một cái tấm bảng nè, chén nè. Rồi, ngồi ra ngoài thử coi xem toàn cảnh bên ngoài có bò chậu hoa đồ không.